Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ năm ngày 29 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hơn 10.000 thí sinh tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023. Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023. Trong phiên họp này, Chính phủ xem xét cho ý kiến về 4 nội dung đề nghị xây dựng pháp luật, đề nghị xây dựng luật nhà giáo, dự án luật lưu trữ sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hóa chất và việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến đầu tư ngân sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các dự án đầu tư công. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện một trong ba đột phá chiến lược từ năm 2022 đến nay, Chính phủ duy trì đều đặn hàng tháng có một phiên họp xây dựng pháp luật, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến thể chế, nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu và dành nguồn lực tập trung xây dựng thể chế pháp luật. Việc xây dựng pháp luật ngày càng giàu nề nếp, chất lượng, công tác phối hợp với Quốc hội trong xây dựng pháp luật ngày càng chặt chẽ. Do đó, các dự thảo luật khi được trình tạo được sự đồng thuận cao. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 tới đây, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến 8 dự án luật, trong đó có nhiều đạo luật khó, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau. Chính phủ và các bộ ngành phải tập trung nguồn lực để chuẩn bị tốt, bảo đảm tiến độ chất lượng xây dựng pháp luật. Theo đó, các luật quy định phải sát tình hình thực tế và khả thi, tháo gỡ được vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý mới, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường giám sát, kiểm tra, khen thưởng, xử lý kỷ luật kịp thời. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, cơ quan chủ trì xây dựng các luật phải tổng kết, đánh giá việc thực hiện các luật, nêu ra những điểm mới, những điểm cần phải sửa, những điểm cần hoàn thiện, bổ sung. Các luật quy định phải đảm bảo thông thoáng, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đất nước, truyền thống văn hóa lịch sử, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với gần 100 hộ tiểu thương các chợ trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Dự buổi tiếp xúc có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội chuyên trách Trịnh Minh Bình và đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong, chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và thành phố Vĩnh Long. Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri về 3 vấn đề lớn, đó là tập trung nâng cấp hạ tầng các chợ trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện mua bán thông thoáng, tạo sự bình đẳng trong mua bán giữa các hộ đóng thuế mặt bằng và người không thuê mặt bằng, xem xét giảm miễn tiền thuê mặt bằng những trường hợp hộ kinh doanh quá khó khăn. Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cũng thông tin thêm với cử tri những chính sách của Quốc hội, Chính phủ về việc giảm, giãn, miễn thuế, các chính sách của tỉnh trong việc cho vay để phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhấn mạnh vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thành phố Vĩnh Long cho sự phát triển của tỉnh và đánh giá cao sự đóng góp của các hộ tiểu thương cho sự phát triển của thành phố trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, cảm thông trước những khó khăn của các hộ tiểu thương trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long cần tập trung quyết liệt có giải pháp khắc phục sớm trong thời gian tới. Tôi cũng đề nghị là đối với
chủ tịch ủy ban thành phố Vĩnh Long rồi chủ tịch các phường á, rồi chúng ta tập trung để giải quyết. Thứ nhất là chỗ nơi mua bán, tôi đề nghị là chúng ta sắp xếp lại. Bây giờ là dành riêng cho những hộ kinh doanh vậy, rồi còn lại một cái khu dành riêng cho các cái hộ khó khăn từ nhà vườn ra mua bán. Đó. Tự sản, tự tiêu đây. Có nơi nó ngăn nắp. Cái vấn đề thứ hai thì tất cả vỉa hè là chúng ta phải là vận động bà con không bán nơi vỉa hè, bán lòng đường phải sắp xếp vào. Tất cả các cái chợ phải bây giờ phải rà soát lại. Nó để chúng ta tập trung là đầu tư nâng cấp. Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị các hộ tiểu thương tiếp tục đồng hành cùng các quỹ chính quyền thành phố trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh, thay đổi tác phong mua bán văn minh, lịch sự hơn nữa, đảm bảo chất lượng hàng hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ, gắn kết việc phát triển thương mại dịch vụ với thu hút du khách đến tham quan, mua sắm, góp phần phát triển kinh tế xã hội và có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Sáng nay, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long và đại biểu Quốc hội chuyên trách Trịnh Minh Bình có buổi tiếp xúc cử tri xã Long Phước, Phước Hậu và thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long thông tin thêm với cử tri về tình hình kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh Vĩnh Long trong 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, quan điểm của Đảng, Quốc hội, Nhà nước về giải quyết các vụ án tham nhũng lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Ghi nhận các ý kiến của cử tri đóng góp xây dựng luật đất đai sửa đổi, bà Nguyễn Thị Minh Trang đề nghị cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, để khi luật có hiệu lực thi hành sẽ khắc phục tháo gỡ những khó khăn bất cập hiện nay. Đồng thời thông tin thêm với cử tri những chính sách của chính phủ hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và sản xuất của người dân. Trước những bức xúc của cử tri về tình trạng tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc, tình trạng lừa đảo qua mạng diễn ra ngày càng phức tạp, bà Nguyễn Thị Minh Trang đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội để góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tại buổi tiếp xúc với 180 cử tri hai xã An Phước, Chánh An và thị trấn Cái Nhung, huyện Mang Thít vào sáng nay, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại biểu Nguyễn Thanh Phong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã ghi nhận nhiều ý kiến trách nhiệm của cử tri địa phương về việc sớm thi công hoàn thành đưa vào sử dụng công trình đê bao sông Mang Thít, nâng cấp đê bao sông Cái Kè, nước sạch sinh hoạt nông thôn, chương trình cho vay giải quyết việc làm. Đánh giá cao và cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư hoàn thiện, đặc biệt các công trình dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại các tỉnh miền Tây, trong đó có Vĩnh Long. Vì vậy, bà cho rằng, kiến nghị của cử tri liên quan đến công trình đê bao sông Mang Thít là xác đáng. Bà cho biết, bên cạnh cân đối nguồn ngân sách địa phương, tỉnh cũng sẽ tranh thủ các nguồn vốn trung ương trong thời gian tới để các dự án trọng điểm liên quan biến đổi khí hậu, dân sinh, hạ tầng được đảm bảo để người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh thông tin về chủ trương chính sách giải pháp của lãnh đạo tỉnh đối với những vấn đề cử tri quan tâm, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành địa phương theo thẩm quyền tổ chức thực hiện, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri địa phương. Đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông chính sách, nhất là các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19, các chính sách đặc thù của tỉnh đến với người dân để phát huy tính hiệu quả kịp thời. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 và những tháng tiếp theo. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Tham dự phiên họp có bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các địa phương, các sở ngành liên quan. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước trên 3.242 tỷ đồng, đạt trên 56% dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm tăng 3,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,7%. Doanh thu du lịch tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu của một số doanh nghiệp giảm. Một số sản phẩm nông nghiệp khó tiêu thụ, giá bán giảm mạnh. Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Tình hình sạt lở bờ sông diễn ra nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Phát biểu tại phiên họp, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo: Tình hình tăng trưởng trên địa bàn chúng ta còn thấp, các ông chí phải cố gắng đề ra những cái giải pháp tích cực để thực hiện cái chỉ tiêu này. Muốn tăng trưởng phải đầu tư xây dựng, các cái nguồn vốn đưa vào sử dụng. Thì vì vậy, dựa trên các cái yêu cầu, các cái dự án chuyển tiếp chưa khởi công, các đồng chí cũng phải lập hồ sơ, báo cáo kế hoạch để sử dụng thực hiện, có thời gian, có cam kết, kể cả các cái dự án mới, các cái dự án chậm tiến độ, những nơi chưa làm tốt thì đương nhiên phải có cái xử lý. Thì xử lý đây nhiều cấp độ, có thể điều chuyển vốn. Ngoài ra, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các địa phương, các sở ngành cần tiếp tục theo dõi, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với bệnh COVID-19, tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại địa phương. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã xem xét thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay tại huyện Tam Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên và dư luận xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Đến dự công Hồ Văn Huân, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Lê Minh Đức, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nắm bắt dư luận các cấp đạt được kết quả tích cực. Lực lượng này đã bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, là kênh thông tin quan trọng tăng cường sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. 6 tháng đầu năm, tỉnh tổ chức trên 106.000 cuộc tuyên truyền miệng kết hợp các hình thức tuyên truyền khác nhau như trực tuyến, mạng nội bộ, đài truyền thanh, loa phát thanh, mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền về chỉ thị nghị quyết, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh, tình hình biển đảo, biên giới quốc gia, công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn hán, xâm nhập mặn. Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận nêu những thuận lợi khó khăn cùng những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức tuyên truyền miệng, nắm bắt dư luận xã hội tại các điểm nóng dư luận quan tâm. Trước đó, các đại biểu đã đến tham quan cơ sở cai nghiện ma túy khu 2 ở ấp Mỹ Phú 5, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình vừa được xây dựng, có tổng giá trị đầu tư 123 tỷ đồng trên diện tích 34.000 m2 với quy mô tiếp nhận cai nghiện lao động và điều trị cho hơn 300 đối tượng nghiện ma túy. Sau khi thực tế khảo sát tại các địa phương trong tỉnh, chiều nay, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long xung quanh kết quả thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030. Thực hiện nghị quyết số 222 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quảng cáo trên địa bàn. Hiện, tỉnh Vĩnh Long có 160 doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn, mỗi năm thực hiện bình quân từ 500 đến 600 hồ sơ quảng cáo, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, giải quyết việc làm cho người lao động. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 55 bảng quảng cáo tấm lớn, có diện tích một mặt từ 40 m2 trở lên,
tập trung ở cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ dọc quốc lộ 1A và gắn vào công trình xây dựng có sẵn. Trên 3.000 bảng quảng cáo tấm nhỏ diện tích một mặt dưới 40m² ở các cửa hàng, cửa hiệu, bến xe, bến tàu, công viên, khu vui chơi, khu mua sắm. 238 màn hình LED diện tích dưới 100m², trên 900 giá treo băng rôn dọc và hơn 70 bảng quảng cáo rau giặt. Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận kết quả thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng thời nêu lên một số bất cập cần khắc phục trong thời gian tới, như một số ngành còn tùy tiện trong việc dựng các tấm pano tấm lớn, không thông qua các cơ quan quản lý, treo băng rôn trên cây xanh, cột điện. Việc khắc phục hiện trạng quảng cáo không phù hợp quy hoạch ở khu vực cầu Mỹ Thuận còn chậm. Công tác kiểm tra hoạt động quảng cáo đôi khi chưa kịp thời, tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã báo cáo với đoàn các hoạt động chương trình đào tạo hiện nay và quy hoạch phát triển nhà trường trong thời gian tới. Hiện tại, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có hơn 12.000 sinh viên theo học ở nhiều bậc đại học, bậc đào tạo, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo cấp trường và có 8 ngành đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo, đang tiến hành kiểm định thêm 6 chương trình chuẩn quốc tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Quang đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể nhà trường và sự phát triển về quy mô cơ sở vật chất, nhất là mở rộng về khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số. Thứ trưởng lưu ý nhà trường tiếp tục phát huy các thế mạnh sẵn có, nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc môn thi ngoại ngữ vào chiều nay, hơn 10.000 thí sinh tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023. Kỳ thi này, tỉnh Vĩnh Long có hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi, với hơn 1.600 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, phục vụ, bảo vệ kỳ thi. Trong đó có hơn 7.000 thí sinh dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 3.150 thí sinh dự thi bài thi khoa học xã hội. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 6. Các thí sinh dự thi 3 bài thi bắt buộc, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ và bài thi tổ hợp khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. Theo nhận định của thí sinh, đề thi không quá khó, đánh đố học sinh nhưng có sự phân hóa rõ nét. Thí sinh có sự đầu tư, ôn tập nghiêm túc sẽ làm bài tốt. Trước khi thi thì em chuẩn bị bài khá là đầy đủ. Và qua 2 ngày thi thì em có thấy khá là tự tin và phấn khởi. Môn mà em đánh giá là hay thì có môn là ngữ văn. Đề thi năm nay thì không đến nỗi quá khó, chỉ có một vài môn thì đề cho hơi dài. Khi em đến điểm dự thi là các anh chị tiếp sức cho em rất là nhiệt tình, cổ vũ cho em có một cái tinh thần rất là tốt để thi. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân sự tham gia kỳ thi và thực hiện tốt công tác phối hợp, nên việc tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng quy chế. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Lực lượng công an túc trực bảo vệ, phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi. Hoạt động tiếp sức mùa thi diễn ra xuyên suốt trong những ngày thi. Thí sinh được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất khi dự thi. Công tác tổ chức coi thi của Hội đồng thi tỉnh Vĩnh Long đã thành công và đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Với cái kỳ thi này thì hội đồng đã chuẩn bị đầy đủ về các cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đảm bảo các yêu cầu để cho công tác coi thi và diễn ra một cách tốt đẹp. Kỳ thi năm nay thì chúng tôi cũng tập trung rất là nhiều nhiệm vụ. Trong đó thì trọng tâm là cái công tác bảo mật về đề thi cũng như là bài thi của các em thí sinh. Các thầy cô thì cũng đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và đã làm hết cái tinh thần trách nhiệm của mình. Các em thí sinh thì thực hiện nghiêm túc các cái quy định của quy chế thi. Trường hợp vi phạm quy chế thi thì cũng đã được xử lý theo đúng quy định của quy chế. Kết thúc 2 ngày thi, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 99,7%. Có một thí sinh vi phạm quy chế vì mang điện thoại vào phòng thi, bị đình chỉ thi. Ngay trong chiều nay, bài thi của thí sinh đã được chuyển đến điểm chấm thi. Trong 3 ngày qua, đoàn thanh niên, hội sinh viên và nhiều tổ chức cá nhân đã triển khai chương trình tiếp sức mùa thi với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hơn 10.000 thí sinh tỉnh Vĩnh Long đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã bố trí hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia 51 đội hình tiếp sức mùa thi tại 28 điểm thi.
như đội hình kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đội hình chăm sóc sức khỏe, đội hình tiếp sức năng lượng, đội hình xe ôm miễn phí. Cùng với đó là vận động gần 40.000 chai nước, hơn 2.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh và 100 phần quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, hè là khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình đưa con em tận hưởng một kỳ nghỉ tràn ngập niềm vui sau những tháng ngày học tập. Theo một nghiên cứu mới đây về xu hướng du lịch do Booking.com quỹ nhiệm thực hiện, ngoài các địa điểm danh lam thắng cảnh trong nước thì năm nay có đến 66% du khách chọn vui chơi tại các công viên giải trí. Từ đầu mùa hè đến nay, lượng du khách đến các công viên văn hóa, công viên giải trí khá đông. Ước tính tại công viên nước Đầm Sen, lượng khách tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Như một ốc đảo xanh mát giữa lòng đô thị, cùng 36 trò chơi đa dạng và các chương trình văn hóa nghệ thuật vui nhộn. Nơi đây là điểm đến được phần lớn người dân thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Tây Nam Bộ lựa chọn du lịch vào mùa hè. Với xu hướng tiêu dùng thiết yếu hiện nay, những công viên giải trí là điểm đến an toàn, thuận tiện, phù hợp cho mọi đối tượng. Cùng với đó là trong thời điểm Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt khuyến mãi tập trung Shopping Season, các công ty du lịch đã hưởng ứng bằng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Du khách đến công viên nước Đầm Sen mùa hè này có cơ hội trúng thưởng khi tham gia quay qua app với mã số được in sẵn trên vé vào cổng. Tin mới nhận, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay tại ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều căn nhà. Theo nhiều hộ dân cho biết, thời gian trên mưa lớn kèm theo lốc xoáy nên nhiều ngôi nhà ở ấp An Hiệp bị tốc mái. Cụ thể có 11 căn nhà bị tốc mái, tỷ lệ theo thống kê ban đầu khoảng 50% đến 70%. Trong số các ngôi nhà bị tốc mái có nhiều nhà tường kiên cố, rất may vụ tốc mái nhà không có ai bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ huyện Long Hồ và xã Long An đã đến hiện trường khảo sát, lập danh sách các hộ có nhà bị tốc mái để kịp thời hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên xã Long An giúp các gia đình dọn dẹp và bố trí chỗ ở tạm cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chia sẻ động viên tinh thần các em học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023, những ngày này nhiều nhà hảo tâm đã chuẩn bị những bữa ăn miễn phí, tiếp sức mùa thi cho các em. Giờ trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh ấm lòng về bữa sáng miễn phí của thầy Lê Văn Quang, giáo viên trường Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt, tỉnh Vĩnh Long, và bữa trưa không đồng của các tình nguyện viên ở tỉnh Bình Dương. Từ năm 2017 thì gia đình chúng tôi đều có cái tổ chức, cái mình làm cái việc đó là nấu cơm từ thiện hay là ăn sáng cho các em. Nhưng mà năm nay thì gia đình chỉ làm ăn sáng cho các em thôi. Đó, mình để hỗ trợ cho các em, đặc biệt là những cái em có cái hoàn cảnh khó khăn. Khi em nhận được phần ăn sáng này, em cảm thấy rất là vui và biết ơn. Phần ăn sáng giống như là tiếp thêm động lực và trong đó như là chứa đầy sự quan tâm của các thầy cô dành cho chúng em. Năm nay thì bước đầu là mình cũng rất là lo lắng vì cái nền kinh tế nó có nhiều biến động và khó khăn hơn mọi năm một chút. Nhưng có một điều bất ngờ là năm nay khi mà kêu gọi mọi người thì được sự ủng hộ rất là nhanh. Thì mình cảm thấy là ngày càng có thêm động lực khi mà được mọi người ủng hộ. Những bữa ăn này không chỉ đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho các thí sinh, tiếp thêm sức mạnh để các em qua cột mốc quan trọng của cuộc đời. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.